Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một thế giới nhỏ bé nhưng rất thú vị và đầy bí ẩn, thế giới của những chú kiến. Điều gì khiến con kiến trở thành một phần quan trọng của tự nhiên và cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Kiến là loài côn trùng biến hóa hoàn toàn, chính vì thế nên chúng trải qua 4 giai đoạn phát triển để có thể trở thành loài trưởng thành: trứng, nhộng, ấu trùng, kiến trưởng thành. Con kiến thường có kích thước nhỏ với cấu trúc cơ thể rất đặc biệt, gồm 3 phần chính: đầu, thân và bụng. Đầu của kiến thường có đôi râu, có nhiệm vụ cảm nhận mùi vị, nhận biết môi trường xung quanh. Nó còn có thể chuyển động thường xuyên để định hướng và tìm kiếm thức ăn. Kiến là loài động vật sống theo đội nhóm gọi là tổ. Thông thường có khoảng 100.000 con kiến trong một đàn, nhưng tất cả chúng chỉ có một kiến chúa. Những công nhân kiến trong đàn chăm chỉ làm việc để duy trì tổ ấm và thức ăn. Trong tổ kiến, mỗi con kiến đều có công việc và vai trò cụ thể. Có những kiến chuyên nghiệp trong việc săn mồi, những chú kiến khác chịu trách nhiệm chăm sóc những trứng và ấu trùng, trong khi một số khác có nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ. Con kiến là những thợ săn tài năng, chúng lần theo mùi hương và dấu vết để theo dõi con mồi và tập trung hợp nhất khi tấn công. Sự linh hoạt và tốc độ của chúng khi kiếm mồi là điều rất đáng kinh ngạc. Kiến đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái. Chúng làm sạch môi trường bằng cách ăn các thứ còn lại và thậm chí giúp hỗ trợ sự phân hủy tự nhiên. Mối quan hệ giữa con người và kiến thường được coi là mối quan hệ tiêu cực khi chúng xâm phạm ngôi nhà hay gây phiền toái. Tuy nhiên, nhiều loại kiến còn giúp chúng ta kiểm soát sự sinh sản của loài vật gây hại. Dù vậy, không phải loài kiến nào cũng vô hại với con người, một số loài có thể gây đau đớn thậm chí chết người. Kiến thực sự là những chuyên gia trong việc hợp tác. Chúng có thể di chuyển vật nặng, tạo cầu ngang qua vật cản và thậm chí xây dựng những chiếc cầu sống để đi qua nước. Kiến có khả năng mang vật nặng có trọng lượng hơn 50 lần trọng lượng cơ thể chúng. Nhớ rằng, kiến không chỉ là những sinh vật có hình dáng độc đáo mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự cân bằng tự nhiên. Hy vọng rằng qua chuyến phiêu lưu nhỏ này, các em đã hiểu thêm về cuộc sống và tính cách thú vị của con kiến. Hãy giữ tâm hồn mở rộng và sẵn sàng khám phá thế giới xung quanh. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em có một ngày tràn đầy niềm vui và sự hiếu kỳ.